ngủ không chỉ là chỗ để cho chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc, mà có tác dụng làm đẹp cho phòng ngủ của bạn. Mà theo phong thủy, giường ngủ có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của chúng ta nữa đấy. Vậy kê giường ngủ như thế nào cho đúng phong thủy để mang lại sức khỏe, tiền tài và may mắn cho gia đình? Thì chúng ta hãy cùng đi tìm câu trả lời ngay trong video này của blog Nội Thất Đẹp nhé! Tìm hiểu về hướng đặt giường ngủ. Một ngày chúng ta dành trung bình là 8 tiếng để ngủ. Vì vậy, đặt giường ngủ như thế nào cho đúng hướng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm, các bạn ạ. Trên các nền tảng xã hội thì các trang mạng có rất nhiều thông tin về cách chọn hướng giường. Tuy nhiên, có quá nhiều ý kiến cũng khiến cho chúng ta hoang mang, không biết nên áp dụng theo cách nào là hợp lý nhất và không nào. Theo khoa học, kể cả khi đang ngủ, chúng ta vẫn phải thực hiện chức năng hô hấp, và theo phong thủy thì khi chúng ta hô hấp, nghĩa là đang hấp thụ nguyên khí của ngôi nhà. Vì vậy, để hấp thụ những nguyên khí tốt, mang lại năng lượng tích cực thì đồng nghĩa với việc phải đặt giường ngủ đúng hướng. Vậy chọn hướng giường ngủ được tính theo đầu giường hay là chân giường? Blog Nội Thất Đẹp sẽ giải đáp ngay cho bạn. Đó là trong phong thủy thì hướng giường ngủ được tính theo hướng của chân giường các bạn nhé. Cái giường ngủ chuẩn phong thủy vừa giúp bạn có một giấc ngủ thoải mái, sức khỏe dồi dào, lại vừa kêu gọi tài lộc vào trong nhà, mang lại may mắn cho gia đình của bạn. Thông thường hướng giường ngủ sẽ được chọn theo mệnh, tuổi và sẽ đặt theo vị trí mà thầy phong thủy chỉ điểm đấy các bạn ạ. Cách chọn hướng giường ngủ đúng phong thủy. Bước 1. Dùng la bàn để xác định hướng phòng ngủ phù hợp phong thủy. Bước 2. Sau khi lựa chọn phòng ngủ chuẩn hướng phong thủy thì bạn đặt la bàn ngay tại trung tâm của phòng ngủ để xác định 4 hướng và chọn ra hướng phù hợp với bản mệnh của mình để đặt giường. Nên lựa chọn các tọa hay là đầu giường, hung hướng, chân giường, cát và tọa cát hướng cát là tốt nhất. Tránh đặt việc không xem xét cẩn thận và đặt giường ở những vị trí xấu gây ra những tác động không tốt với gia đình của bạn nha. Chọn hướng giường ngủ cho từng mệnh theo phong thủy. 1. Hướng giường ngủ cho người mệnh kim. Mệnh kim thì nên đặt giường ở hướng bắc, tây bắc để tiếp nhận những nguồn năng lượng tích cực, giúp gia chủ luôn khỏe mạnh và gặp nhiều thuận lợi trong công việc, kinh doanh cũng như trong chuyện tình cảm. Trong trường hợp không gian phòng ngủ nhà bạn không thể đặt theo hai hướng thì hãy kê các giường ngủ ở hướng đông bắc, tây nam, trung tâm, vì thổ sinh kim các bạn nha. 2. Hướng giường ngủ cho người mệnh mộc. Người mệnh mộc khi đặt giường nên chọn hướng đông và đông nam hoặc là theo hướng bắc thuộc hành thủy. Sở dĩ như vậy là vì thủy sinh mộc. Việc lựa chọn đặt giường đúng phong thủy giúp người mệnh mộc có cuộc sống tốt đẹp, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Nếu đã có gia đình thì sẽ giúp cuộc sống vợ chồng luôn hòa thuận, sung túc và gia đình sẽ luôn gặp được nhiều may mắn các bạn ạ. 3. Hướng giường ngủ cho người mệnh thủy. Như chúng ta đã đề cập ở bên trên, mệnh thủy của hướng bản mệnh là hướng bắc, nên ưu tiên đầu tiên vẫn là đặt giường theo hướng bắc. Theo ngũ hành tương sinh, tương khắc thì thủy khắc thổ và thủy sinh kim. Từ đó chúng ta nên kê giường ngủ tránh những hướng thuộc hành thổ và có thể chọn hướng tây bắc, hướng mệnh kim khi muốn kê giường nha. Người mệnh thủy thường yêu thích sự nhẹ nhàng, thư thái ở trong một trạng thái tĩnh, nên việc đặt giường ngủ gắn liền với cuộc sống nghỉ ngơi, thư giãn và cả trong giấc ngủ là một điều vô cùng quan trọng với họ. Nếu là một người mệnh thủy thì bạn nên tham khảo ý kiến của những người biết để không đặt sai vị trí giường ngủ, để có một không gian sống lý tưởng nhất bạn nha. 4. Hướng giường cho người mệnh hỏa. Mệnh hỏa đại diện cho sự nhiệt tình, tràn đầy năng lượng, nhưng cũng không kém phần khó tính, yêu cầu cao về mọi khía cạnh của cuộc sống đâu nha. Vì vậy, việc đặt giường ngủ cho người mệnh hỏa cần phải cẩn thận để tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra. Theo các chuyên gia phong thủy, người mệnh hỏa nên kê giường theo hướng đông, đông nam để mang lại vượng khí cho gia chủ, cũng như thu hút tài lộc, may mắn và sự thuận lợi về mọi mặt trong cuộc sống đấy các bạn ạ. 5. Hướng giường cho người mệnh thổ. Là cung mệnh cuối cùng trong ngũ hành, người mệnh thổ nên chọn đặt giường theo hướng tây nam, đông bắc. Vì đây đều là những hướng đại diện cho bản mệnh thổ và mang lại nhiều tài lộc cho gia chủ. Bạn cũng có thể đặt giường theo hướng nam, hướng thuộc hành hỏa tương sinh cho mệnh thổ. Đặt giường theo hướng này sẽ giúp bạn gặp được nhiều quý nhân phù trợ, mang đến nhiều điều may mắn và tốt cho sức khỏe của gia chủ. Trên đây là những kinh nghiệm chọn hướng giường ngủ theo phong thủy mà blog Nội Thất Đẹp đã tổng hợp được. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi đem lại trên đây thì các bạn sẽ tích lũy được những kinh nghiệm bỏ túi và áp dụng ngay trong chính căn nhà của mình, để gia đình luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn bạn nhé. Các bạn thấy video của blog Nội Thất Đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog Nội Thất Đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.